Xin chào cả nhà cùng tất cả các bạn. Hôm nay mình trở lại thăm cái luồng bẫy trồn của mình đó các bạn. Thì cử rồi mình có tăng cường nó thêm 2 cái, thì cử này mình thăm nó 21 cái các bạn. Mình đi đến cái địa điểm mình đặt bẫy. Đầu video cũng cho mình gửi lời hẹn chúc cả nhà cùng tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe. Xem video mình giải trí cho vui, xin mời các bạn. Thì cũng như thường khi các bạn, trước giờ vô thăm cái bẫy đầu tiên ấy, mình quay đồ nghề cho các bạn xem ấy. Thì mình mang theo mấy trái chuối nữa các bạn. Bị đây mình có một cái thôi, ngoài đầu đường mình thăm cái này nó bị hụt rồi, có người mình không có quay được các bạn, bỏ qua luôn. Vì mang theo hai cái bao để hồi nữa mình rút hai cái bẫy lớn về đi điểm mới nha các bạn. Đem về mình đi đặt chỗ khác các bạn, đi đặt thêm một luồng nữa chỗ mới. Với mình đem theo một mớ túi lưới nè các bạn. Cái bẫy đầu tiên mình đâm đây nè các bạn. Xin mời các bạn cùng mình vào hầm bẫy nha. Cử trước mình thăm nó cũng đầu tiên luôn các bạn, cử này nó cũng là đầu tiên luôn. Cái ngoài đường mình đặt thấy nó im quá, cử gọi chim một cái ngoài đầu đường mà cuối cùng có người đang nói chuyện luôn các bạn. Ở ngoài đang nói chuyện luôn á, rồi mình thấy vậy mình lợi thôi, mình rút đi luôn. Mở hàng bạn con cho nó hoành tráng đi, cho nó sung lên rồi. Trời ơi, rồi tuyệt vớt luôn các bạn. Này nó ngồi ngoài các bạn. Con này khùng quá khùng. Ngồi ngoài ăn hết trái chuối rớt không vô. Rồi, để mình coi, mình nghiên cứu, mình đặt nó lại rồi mình đi tiếp các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn. Ở đây mình không quay địa hình nha các bạn, cái này quay đường đi thôi. Tiếp tục mình đến với cái bẫy khổng lồ đầu tiên các bạn. Cái này cử rồi mình thả con mèo màu trắng đó các bạn. Cử rồi em nó vô khóa bẫy mình thả nó ra, mình tính dời cái bẫy này đi các bạn mà không có địa điểm rồi, cái thôi mình để lại luôn, nay vô hâm rồi nó có con gì không các bạn. Rồi không sập các bạn ơi, không sập. Vậy là ở đây chứng tỏ là có con mèo thôi, không có con gì thôi. Rồi mình cho lúa cho chuột ăn, cái mình đi thăm cái khác các bạn, còn nguyên nha, không sập. Tiếp tục mình đến với cái bẫy tiếp theo các bạn. Cái bẫy này mình dính hai con nữa các bạn. Để coi thử coi cử nhà này có sập nữa không, dính nữa không. Hình như là sập luôn rồi các bạn. Ở sao không thấy con gì hết trơn trời. Ở lạ quá. Rồi. Cái này lạ quá. Rồi cái này chắc dính con chuột nhỏ hay là có lý do gì nè các bạn. Sập mà không thấy con gì hết. Làm sao nó đào một lỗ, chắc con chuột nhỏ quá các bạn. Rồi để mình nghiên cứu lại coi cái bẫy này coi nó làm sao nha các bạn. Tiếp tục mình đến với cái bẫy lớn tiếp theo của các bạn. Cái này hôm nay mình quyết định mình lấy nó về nha các bạn. Để em đi điểm mới nè. Ở đây không có các bạn này. Đúng rồi, còn nguyên luôn. Đúng rồi, trời ơi, đụng nhánh cây. Đụng nó nhánh cây từ hôm nay luôn. Không sập, không dính luôn các bạn. Từ hồi đặt tới giờ luôn. Đây, còn nguyên luôn. Đây, mình cho nó
cho nó sập xuống cái mình đem về nha các bạn, đem về các bạn. Tiếp tục ở đây mình có cái bẫy lớn các bạn, cái này mình cũng rút đi luôn các bạn ơi, từ hồi đặt tới giờ nó cũng không có dính con gì luôn, mình cũng quyết định mình lấy đi luôn, giờ nó có dính mình cũng lấy luôn các bạn. Trời ơi sập rồi, trời ơi con chuột các bạn ơi. Cái bẫy dây với con chuột nó biết vô khóa mình rồi, mình đem về luôn nha các bạn. Hôm nay quyết định mình rút hai cái bẫy lớn này về các bạn. Tiếp tục ở đây mình có con cái nữa các bạn, cái này cử rồi nó ăn hết chuối mình nữa các bạn. Cái cử này nó làm sao, ai da trời ơi, nó rậm quá các bạn, đi nó bị vướng á, bị vướng cây các bạn. Cứ rồi ăn hết chuối, cứ này sập dính đi, làm mấy con mở hàng lại từ sáng giờ, trời ơi chết quớt luôn các bạn. Ờ nó khôn nổi, nó khôn hơn người ta luôn các bạn coi nè, nó ngồi ngoài nữa các bạn, nó ngồi ngoài móc hết đựng trái hết trái chuối nữa, ngồi sau mé không có bẫy nè. Thôi ôi nó hay nội rồi. Rồi mình coi đi thăm cái khác các bạn. Tiếp tục ở đây mình có con cái nữa các bạn, cái bẫy này chỉ rồi dính con tròn 7,5 lạng đó các bạn. Hay da, hơi khó đi các bạn ơi, dưới gai mình phải chui qua cái chỗ này dưới gai các bạn. Cứ rồi làm được con coi cửa này có nó không, họ chết quớt rồi các bạn ơi, không sập. Cứ rồi may mắn dính em cửa này cũng còn hai chuối mới đi tiếp nha các bạn. Tiếp tục ở đây mình có con cái nữa các bạn, cái này cứ rồi mình đặt lên đây nha các bạn, mà bị người ta thả trâu bò nó quăng nữa các bạn, mình giờ vô bên trong mấy tường trâu bò nó quăng láng xình nữa, cứ rồi mình đặt ngay đó các bạn, cái trâu bò nó quằn quá luôn, mình để vô mấy trong tường. Ủa chỗ nào ta, à bên đây, bên đây, xin lỗi các bạn, lộn lộn tiệm đây, bên đây rồi chút quốc luôn các bạn. Trời ơi chút quốc mà ăn không còn miếng chuối luôn, à cái con này ngồi sao các bạn, cái dấu nè mình đánh giá nó sai nha các bạn, mình nghĩ nó ở bên đó, nó ở bên đây, mình nghĩ thấy đường mòn tưởng mình tưởng đâu bên đó đi qua, nhưng mà cuối cùng nó ở bên kia đi lại. Để mình đổi cái bẫy cái lớn lên chút coi nó cử sao rồi nó làm sao nha các bạn. Tiếp tục ở đây mình có con cái nữa các bạn, hồi bữa mình đi đường nào giờ mình quên rồi trời, bây giờ đi đường bên đây rồi, nó dướng nhà nè, kiến nó cắn mình nè, mới giờ chui ngang con kiến nó vàng cắn mình. Các bạn trời ơi con chuột luôn các bạn ơi, đây em nó đây, xử lý em nó ra rồi đi tiếp nha các bạn. Tiếp tục ở trong đây mình có con cái nữa các bạn,
quá đuối rồi các bạn, chưa có con gì hết, toàn được có mấy con chuột nhỏ nhỏ không. Làm bệnh con trồm cho nó khỏe lại các bạn. Hình như là sập hay gì các bạn, phải không? Đúng rồi, sập rồi các bạn. Con gì đây? Ôi vô rồi các bạn. Đúng rồi, nó con trồn đầu tiên rồi các bạn. Bự luôn đây. Thôi đừng nói còn con nữa nha, nhỏ lắm nha. Còn những con này nhỏ nữa các bạn. Thôi thôi. À, con này chắc cũng cỡ 8-9 làng cho xong nữa các bạn. Được, được. Tại cái lòng mình bự, lòng bự cho nên nhìn thấy nó vậy. Thì nói chung mình cũng mệt mà mình mừng nha các bạn. Mình khoe các bạn chút xíu ha. Dính con trồn rồi các bạn ha. Mình đó, đưa tay vô cắn nha các bạn. Nhìn kỹ nha. Đào lỗ nữa ha. Mình đưa sát xuống cho các bạn xem ha. Đó. Chung quanh cái bẫy này ha. Dính con trồn rồi vậy nha các bạn. Thì lúc nào mình cũng dính con trồn, mình cũng chỉ cho các bạn xem cái hiện trường nó vậy ha. Cào đất vô, nó cắn cái cây mình bắt các bạn coi nè, gãy luôn ha, cào đất tới trong kia luôn. Tại vì sao mà các bạn biết làm sao mà mình phải chỉ cho các bạn xem như vậy không? Thì nếu mà dân tông nghề ha, anh em mà có từng đặt bẫy trồng heo thì nhìn là biết rồi ha. Còn những thằng ăn cứt á, nó vô nó bình luận cho mình, nó nói là mình bắt con trồn mình bỏ vô, mình bắt con gì mình bỏ vô, không bỏ vô thôi chứ làm sao mình đi bỏ cái con trồn nhỏ xíu về vô, làm sao có like có lượt xem mà mình đi bỏ vô các bạn, rồi lấy gì làm kinh phí. Mình xin lỗi cả nhà và các bạn nha, mình nói những cái thằng bình luận tầm bậy tầm bạ thôi nha các bạn. Mình đi từ sáng giờ mới được có con nè. Con này tẩm rồi các bạn. Con này chắc 9 lạng 1 ký rồi. À, cũng yếu rồi. Nó té lên té xuống rồi. Cho nên là mình tức những cái người bình luận điên, bình luận khùng quá các bạn. Xin lỗi các bạn nha. Xin lỗi cả nhà và các bạn nha. Rồi, mình đem em nó ra cắm, mình bắt cái người mình đi tiếp nữa các bạn. Tuyệt vời các bạn. Ồ, tính ngày nay đứt bóng rồi chứ. Có sợ phí lời rồi nè các bạn. Khờ rồi, con này vô hai đi mà các bạn. Mắt mờ đục rồi nè. Thành thủ bắt nó ra, mình cho nó uống nước đi tiếp các bạn. Rồi mình đem em nó lại đây cắm, mình bắt thành thủ bắt nó ra cái mình đi thăm tiếp cả nhà nha các bạn ơi. Thì giờ mình cũng nói luôn cho cả nhà và các bạn biết ha. Nghề này không phải một mình làm ha. Còn sư phụ của mình nè. Và nhiều bậc tiền bối cao nhân nữa. Mình quen biết rất nhiều người nha. Và anh em đi đặt bẫy nữa. Mới cũng có mà cũ cũng có ha. Thì anh em nhìn thấy video của mình là biết ha. Mình đánh trồn từ hồi nào giờ ha. Là dính con trồn mà mình chỉ cho anh em xem cái hiện trường con trồn dính nó như thế nào ha. Con này dữ nha. Còn những người mà hại mình á. Các bạn nhìn thấy cho mình like và mình có đăng ký kênh ủng hộ nha. Tên đầu mình có 3 tất là có thần linh nha các bạn. Trời hại là sẽ chết nha. Người ta hại mình chỉ vất vả một câu thôi cho các bạn biết nha. Mình vất vả thôi, không chết được đâu. Hại người là mình sẽ chết trước á. Mình bắt cái túi lưới ra, túi lưới lớn. Xong rồi mình chuyển sang vô cái túi nhỏ nha các bạn. Tại vì cái bẫy này cái bẫy bự, không có lấy túi nhỏ bắt được. Làm chuyện gì ông trời ông nhìn thấy hết trơn rồi các bạn, biết hết rồi, chạy không khỏi đâu. Rồi mình nó ra rồi các bạn. Rồi, nó dữ quá các bạn, đừng đừng cắn mình. Rồi mình để mình buộc miệng ba túi lại rồi mình đi tiếp nha các bạn, để nó cắn mình các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn. Thank you.
ở bên kia là nhà người ta chó sủa rồi các bạn. Sập rồi. Rồi con chuột các bạn ơi. Mình xử lý em nó ra rồi đi tiếp nha các bạn. Tiếp tục ở đây mình có con cái nữa các bạn. Một cái bẫy nhỏ này giờ qua mình thăm hai cái bẫy đánh hương nữa hết rồi các bạn. Bên kia trời nhà người ta chó nó sủa quá trời các bạn ơi. Nó phát hiện mình rồi. Một cái nhỏ này nữa với hai cái bẫy đánh hương khổng lồ của mình cái là hết đó các bạn. Con sóc các bạn ơi. Em nó đây. Coi mình xử lý nó ra cái mình qua hầm hai cái bẫy khổng lồ cái hết bẫy rồi các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái bẫy lớn nữa các bạn. Còn có hai cái bẫy đánh hương là hết đó các bạn. Cái này cử rồi có người ở gần cái mình không có quay nữa các bạn. Mình không có hâm luôn. Mình bỏ mình đi luôn. Rồi nó mà sập mà nó chết một cái mình tiêu mình luôn nha các bạn. Cái này cái nữa hết rồi các bạn ơi. Mình đi tới nơi mà mình nghe im ghe gì chắc hụt rồi các bạn ơi. Sập luôn. Trời ơi sập mà sao không thấy con gì trơn các bạn ơi. Chết rồi. Ở con chuột. Vô quá bẫy này. Này không biết sập từ hồi đời nào luôn. Cứ gọi mình không có âm các bạn. Rồi, xử lý mình bắt em nó ra cái gì mình đặt bẫy lại rồi mình đi tiếp các bạn, mình đem chuối theo. Ba thí chuối vô mình tính mình hai chuối hai về dính con chuột. Rồi qua hâm cái cuối cùng các bạn ơi. Tiếp tục mình đến với cái bẫy cuối cùng đó các bạn. Cái này cứ gọi mình dính con hổ rừng ở đây nè các bạn. Mình mang ba tí chuối với cái túi lưới để thôi. Dính con chuột nhỏ cái mình phải đi trở ra cái chết luôn các bạn, mệt đi không nổi đâu, chưa nắng lắm mà. Với có bạn hỏi mình ở Việt Nam còn Việt Nam còn thỏ rừng hả? Còn chứ các bạn. Ở miền Đông là còn nha các bạn. Miền Tây rồi thì mình không biết nha. Khu vực miền Đông là vẫn còn thỏ rừng nha. Hình như là mình thấy nó sập nữa rồi các bạn. Vừa sập mà sao cái bẫy mình nó hẹn nang bên kia vậy trời. Chết rồi các bạn ơi. Rồi. Cái này nè các bạn coi nè. Cái này nó có con vật gì vậy các bạn? Dính con chuột nó đẩy cái bẫy mình lật qua bên vậy nè các bạn. Rồi được rồi. Mình hồi nãy mình có rút một cái bẫy hai cái bẫy khổng lồ mà đánh mồi chuột đó các bạn. Mình sẽ thế vô đây một cái đánh mồi chuột nha các bạn. Thế vô liền luôn các bạn. Mình đi ra mình lấy mình thế vô liền luôn. Bảo đảm ngay đây nó có con gì khủng dữ lắm. Cái này là cái bẫy đánh hương nha các bạn, không có chuột nha. Mình đánh bằng mồi chuối không à. Bẫy này của mình là nó dạng như là bẫy thông minh nha các bạn. Bất kể con gì miễn mà lết vô tới đây là sập bẫy là chết nha các bạn. Mình nói cái vấn đề này rất nhiều ha. Vì có anh em hỏi mình kêu mình quay kỹ cái lồng ha. Quay kỹ lại cái lồng lần nữa ha. Giờ mình quay kỹ cho các bạn xem luôn ha. Tại vì ở đây là mình xài cái bằng đạp nha các bạn. Cái đồ bằng dặm đè lên cái dĩ nó sập xuống là chết. Bất kể con gì lọt cái bẫy này là lấy nha các bạn. Rồi mình ra mình đổi cái bẫy khổng lồ vô cái đánh mồi chuột. Cái mình tổng kết cái thành quả ngày hôm nay. Mình cân con tròn cho các bạn xem cái coi được nhiêu ký cái mình về các bạn ơi. Rồi cả nhà và các bạn ơi, mình thăm hết bẫy rồi. Là chỗ này nó mát cái mình tổng kết cái thành quả cho các bạn xem cái mình về ha. Thì hôm nay nó được có 6 con chuột rồi các bạn. 6 con chuột này chừng ký rồi các bạn ơi. 6 con chuột vàng này 1 ký á. Con bự không à. Mình đem về hai cái bẫy nhỏ các bạn với 4 cái bẫy khổng lồ.
xin lỗi các bạn, hai cái bẫy khổng lồ và hai cái bẫy nhỏ, thì cử sau mình thăm còn có 17 cái nha các bạn, ba cái bẫy lớn với 14 cái lồng nhỏ các bạn, không có chỗ đặt hơn mình đem về luôn. Thì các bạn đoán xem cái cử sau ha, mình có đổi ngay chỗ cái bẫy sau cùng hồi nãy là bằng mình bỏ hai con chuột vô cái bẫy đó nha các bạn, mình đánh bằng cái mồi chuột thử coi cái con gì nha các bạn. Ngay đó mình bắt được con hổ rừng cái đợt rồi á, các bạn theo dõi ha, coi đợt sau mình dính con gì ngay đó nha. Mình nghi là nếu mà không con mèo là con trộm rất khủng ngay đó nha các bạn. Về với hôm nay là mình được con sóc các bạn, một con sóc đất thôi em, con này cũng không lớn lắm các bạn, vừa nhưng con trộm, con này nó dữ quá các bạn ơi, cho nó uống nước nồi rồi nó cũng nó khỏe nè các bạn, quạo lắm con này, lựa mồi nó chơi mình liền, nó cắn mình liền á, mình móc sẵn vô gì cho nó lẹ các bạn. À, cái căn mình đang bốn con số không các bạn, nó nhảy mình móc vô xong rồi cái nó nhảy, trời ơi con này mình đoán đúng rồi, 1 ký hoặc là 9 lạng rồi, con này có 9 lạng rưỡi rồi các bạn ơi, 1 ký đúng. Để mình để xuống đây nó im cái nhìn rõ rõ hay không, 100 đúng 1 ký. Thì cái túi này túi nhỏ nha các bạn, cái túi này có 50 gram thôi, thì nó còn được 9 lạng rưỡi. Thì mỗi một cái con trồn là mình cân nó một cái số cân khác nhau nha các bạn, cho nó có số cân á, chứ không mắc gì mình cân nha, tại vì có nhiều người vô bình luận nó nói này nó kia cho nên buộc mình phải cân, chứ để hơi con trồn thì nó giống nhau, con nào cũng giống nhau nha các bạn, nhưng cái số cân là không giống được ha. Rồi, chương trình mình thăm bẫy trồn thì đến đây thì cũng xin kết thúc ha. Cuối video cũng cho mình gửi lời ha, kính chúc cả nhà cùng tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe ha. Xem video mình thấy vui cho mình xin một like và một cái đăng ký kênh nha, ủng hộ giúp cho kênh mình mau phát triển. Mình chân thành cảm ơn cả nhà và các bạn luôn đồng hành ủng hộ cho kênh. Thanh Võ xin chào, xin hẹn cả nhà và các bạn video sau.